Xuân yêu thương về rộn ràng khắp mọi nơi trong ngôi nhà Phương Châu. Chúng ta ngồi lại cùng nhau, lắng nghe và chia sẻ đôi điều chân tình trong thời khắc chia tay năm cũ, chào đón năm mới Phương Châu nhé. Sứ mệnh lớn của Phương Châu từ khi bắt đầu đến nay đều gói gọn trong danh xưng Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, với nỗ lực gìn giữ mẹ tròn con vuông. Tiếp nối những bước phát triển của hệ thống, tâm huyết của ban giám đốc dành cho nhiều mục tiêu quan trọng được hoạch định trong năm mới 2020. JCI, tổ chức giám định chất lượng bệnh viện của Hoa Kỳ, được thành lập với sự quy tụ của những chuyên gia hàng đầu thế giới về y tế, quản lý, hành chính, chuyên cung cấp và thẩm định các tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện quốc tế. Có thể nói, JCI chính là sự bảo chứng cho chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng tốt bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt bậc nhất thế giới với hơn 300 tiêu chuẩn và trên 1.000 tiêu chí. Nhà sáng lập, giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu chia sẻ, cho đến hôm nay, điều khiến tôi hạnh phúc và tự hào nhất chính là nỗ lực của Phương Châu. Nỗ lực thực tế, chính đáng sẽ quyết định sự thành công của chính chúng ta, rằng Phương Châu xứng đáng và đủ sức đại diện cho đồng bằng sông Cửu Long tiến tới hội nhập quốc tế, tiên phong chinh phục JCI vì chất lượng y tế mà chúng ta cống hiến cho người dân và cộng đồng. Chính bởi vững tin vào nỗ lực của tập thể Phương Châu, JCI trở thành một trong những mục tiêu quan trọng được đưa vào kế hoạch hành động xuyên suốt trong năm 2020 của từng khoa phòng. Chuẩn hóa 100% chính sách quy trình JCI chưa được thẩm định, thực tế hóa 80% chính sách quy trình JCI chưa được triển khai. Trên tất cả những quy trình chính sách thì kim chỉ nam quan trọng nhất là chính mỗi người cần phải tự tin và thuần thục làm được những điều mà chúng ta đã viết nên. Theo chia sẻ của giám đốc, để có thể ăn ngủ cùng JCI, khi và chỉ khi mỗi thành viên Phương Châu nhìn thấy được những lợi ích mà JCI mang lại cho bản thân, cho tổ chức, cho khách hàng của mình. Khi mà JCI không còn là áp lực và gánh nặng, thì tập thể Phương Châu sẽ thực sự trân trọng và có trách nhiệm với danh hiệu quý giá này. Thật may mắn khi mỗi chúng ta có cơ duyên được dấn thân và phát triển cùng JCI. Do vậy, Phương Châu quyết tâm ăn ngủ cùng JCI. Hợp tác quốc tế cũng là mục tiêu quan trọng không kém. Tập đoàn Y tế Phương Châu tiếp tục hành trình phát triển chất lượng an toàn sản nhi IVF theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Nhóm y tế hai tập đoàn Kisokai và Phương Châu, gồm các bác sĩ và nữ hộ sinh, đã có quá trình chuyển giao, tiếp nhận các kỹ thuật quy trình theo tiêu chuẩn Nhật Bản định kỳ hàng tháng tại bệnh viện. Không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn, dự án này còn lan tỏa những giá trị cao đẹp trong chăm sóc y tế, phụng sự từ tâm theo văn hóa Omotenashi của con người và đất nước mặt trời mọc. Đặc biệt vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 vừa qua, Phương Châu hân hoan với sự kiện ký kết hợp tác lĩnh vực hỗ trợ sinh sản với IVF Japan và Tập đoàn Y tế Kisokai. Đó là niềm vinh dự của Phương Châu với những thể hiện xứng tầm cho cái bắt tay cộng tác cùng chuyên gia lớn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Nhật Bản. Phát triển hợp tác quốc tế, song Phương Châu vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nội tại của hệ thống vận hành, đặc biệt là lĩnh vực quản lý chất lượng. Bệnh viện quốc tế Phương Châu tiếp tục dẫn đầu với 4.65 điểm về 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2019 do Sở Y tế thành phố Cần Thơ đánh giá. Nhờ sự chung sức của tất cả các khoa phòng, chất lượng y tế của Phương Châu luôn được duy trì và vận hành hiệu quả qua từng năm. Tiếp sau đó, niềm vinh dự lớn dành cho Phương Châu khi trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên trên cả nước đạt danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con sữa mẹ xuất sắc do Bộ Y tế kiểm tra đánh giá. Nhìn lại một năm đã qua, mỗi sự thành công hay va vấp cũng đều mang lại cho ta những trải nghiệm và bài học tích cực để tiếp tục phấn đấu cho những mục tiêu tiếp theo. Không ngừng nỗ lực của tập thể Phương Châu hơn 720 thành viên, chúng ta cùng điểm lại những thành quả năm 2019 để tiếp tục nuôi dưỡng động lực, phấn đấu tốt hơn nữa ở năm 2020. Tổng lượt khám bệnh 284.602, tăng 23%. Tổng lượt điều trị nội trú 10.456, tăng 24%. Tổng số em bé chào đời tại Tập đoàn Y tế Phương Châu 3.826, tăng 36%. Tổng số em bé chào đời từ IVF Phương Châu 490, tăng 26%. Tổng số phẫu thuật thủ thuật 7.893, tăng 18%. Tổng lượt cận lâm sàng 650.370, tăng 25%. Tích cực và tiên phong đóng góp vào sự phát triển của nền y tế chung, năm 2019,
Phương Châu có 10 đề tài nghiên cứu khoa học và 9 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế và tạp chí chuyên ngành trong nước, bao gồm các lĩnh vực sản, nhi, nội tiết, dược lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn của các bác sĩ và điều dưỡng. Khi nội lực vững vàng, đó cũng là lúc chúng ta có thể tự tin hơn để bắt tay cùng phát triển mở rộng hệ thống. Người anh em Phương Châu Sadec chỉ với chặng đường hơn 1 năm đi vào hoạt động đã có những đóng góp đáng phấn khởi vào sự phát triển chung của hệ thống. Lượt khám tăng trưởng trên 50%, nội trú và phẫu thuật tăng trưởng trên 200%, tổng số em bé sinh tại Phương Châu Sadec tăng trên 350%. Đặc biệt, năm 2019 là năm đầu tiên Phương Châu Sadec được đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện, thuộc top 3 bệnh viện đạt điểm cao nhất của tỉnh Đồng Tháp. Lần đầu tiên hội nghị về sản phụ khoa quy mô lớn tại Đồng Tháp được Bệnh viện Phương Châu Sadec tổ chức có chủ đề cập nhật kiến thức mới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện. Dù mới đi vào hoạt động, Bệnh viện Phương Châu Sadec của chúng ta được biết đến với những đóng góp tích cực vào hoạt động chung của ngành y tế tỉnh Đồng Tháp. Chúc mừng người anh em Bệnh viện Phương Châu Sadec của chúng ta! Từ những phấn khởi này có thể thấy, vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên Phương Châu không chỉ dừng lại trong phạm vi cá thể. Bởi lúc này đây, tầm vóc và hệ quả trong mỗi bước tiến của chúng ta đã có thêm Phương Châu Sóc Trăng bên cạnh Cần Thơ và Sadec. Dự án Bệnh viện Phương Châu Sóc Trăng có quy mô 6 tầng, 100 giường với vốn đầu tư trên 20 triệu USD, có diện tích hơn 7.400 m². Dự án Bệnh viện Phương Châu Sóc Trăng dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ quý 3 năm 2020. Bệnh viện Phương Châu Sóc Trăng sẽ triển khai hoạt động bao gồm các chuyên khoa mũi nhọn, sản phụ khoa, nhi sơ sinh, hiếm muộn, đa khoa. Mỗi ngày qua đi, mục tiêu và đích đến càng hiện hữu gần hơn trước mắt chúng ta. Sự phát triển của Phương Châu không cho phép chúng ta bước chậm, thong dong và thiếu quyết tâm. Một khi dừng lại, có nghĩa là chúng ta nhường bước cho đối thủ tiến lên. Quyết tâm và nỗ lực hết mình để sớm nhìn thấy vinh quang Phương